Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép gửi đến quý vị một số những cái thông tin liên quan đến câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng, chú Huỳnh Y Dũng. Thì có lẽ rằng buổi tối ngày hôm qua là một buổi tối mà khiến cho rất là nhiều quý vị khán giả cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Những người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Y Dũng có một cái đêm đó ngon giấc khi mà đã nhìn thấy được cái sự xuất hiện của cô Nguyễn Phương Hằng xóa tan một số những cái tin đồn trong những ngày qua, nào là bị bế, nào là bị tạm giam 2 tháng và rất nhiều những cái thông tin đồn nhảm khác hoàn toàn là sai sự thật. Bên cạnh đó, một cái sự việc đó chính là lời tuyên bố vô cùng khác lẹt của ông Huỳnh Y Dũng trong buổi tối ngày hôm qua với cái vấn đề pháp lý đối với một số những cái cá nhân mà có lẽ rằng là những người mà tham gia theo dõi cái drama này đang vô cùng ngóng chờ những cái vấn đề pháp lý đối với một số những cái đối tượng này. Trong đó thì những cái nhân vật nổi trội mà chúng ta cũng nghe cũng vô cùng quen thuộc, đó chính là Đinh Lan hay là một số các kênh YouTube khác. Rồi quý vị, ngay lập tức sau khi mà ông Huỳnh Y Dũng tuyên bố về cái vấn đề pháp lý đối với một số cá nhân này, trong đó có Đinh Lan đó, coi chú anh chị, thì Đinh Lan đã có một cái lời đáp trả ngay trong buổi tối ngày hôm qua luôn. Cụ thể thì như thế này: Dũng lò vôi livestream đe dọa kiện pháp lý tiếp tục, nên ngày mai Đinh Lan sẽ làm clip phản biện Huỳnh Y Dũng và hỏi xem Dũng muốn tẩy trắng cho Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta đã nghe chú Huỳnh Y Dũng nói rất là rõ ràng, rành mạch suốt một khoảng thời gian dài, thậm chí là từ đầu drama đến bây giờ, chú Huỳnh Y Dũng đó không hề nhắc đến cái tên Đinh Lan, thưa quý vị. Có người thì cũng đến hỏi rằng là chú Dũng có quen biết Đinh Lan hay không. Mạng Đinh Lan nó nói rằng là nó từng gọi là ăn sáng với hai vợ chồng của chú. Dũng nói trời ơi, tôi Đinh Lan chưa từng nghe, chưa từng biết, đưa hình coi cũng không quen, không quen. Thì kể từ đó đến bây giờ đó, Đinh Lan gọi là ấm ức, ngày nào cũng gọi tên bà Hằng, ngày nào cũng kêu tên ông Dũng. Thậm chí là lúc mà bà Hằng vướng vòng lao lý thì Đinh Lan vẫn không buông tha, cho đến mãi đến bây giờ bà ấy trở về cũng không muốn gọi là nhắc đến tên một cái nhân vật ở Gò Vấp này. Nhưng mà Đinh Lan vẫn réo hàng ngày tuyên bố giáp đốc thẩm, rồi cho đến là cái vấn đề cầu cứu khắp nơi, cầu cứu lên tổng bí thư, chủ tịch nước, nói chung là hàng chục lần rồi chứ không phải là lần đầu tiên nữa đâu cô chú anh chị. Thì rất nhiều người cho đến thời điểm này vẫn còn vô cùng bức xúc với Đinh Lan này, là một trong những cái nhân vật đầu tiên trong drama, cho đến thời điểm này vẫn còn cố gắng để mà xuyên tạc bịa đặt rất trắng trợn. Thì họ cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đó không làm việc gì Đinh Lan. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì chúng ta nghe rồi, ông Huỳnh Y Dũng sẽ chính thức ra tay để làm tất cả những sự việc này, đặc biệt là liên quan đến pháp lý những ai tấn công vợ mình và đặc biệt tấn công vào doanh nghiệp. Những cái tên thì cũng đã được nêu vô cùng rõ ràng, trong đó thì có hơn 20 cái tên, chỉ mới là sơ lược lần đầu thôi, sẽ còn tiếp tục thêm một số cái tên nếu như họ vẫn đang cố gắng mà xuyên tạc bịa đặt quỹ từ thiện Hằng Hữu hay là công ty Đại Nam hay là rất nhiều những cái câu chuyện khác, danh dự cá nhân của bà Hằng và ông Dũng. Chúng ta thấy rồi, khi mà cái câu chuyện mà drama trong những ngày qua họ liên tục bịa đặt, nào là ông Dũng lên tiếng xin lỗi, rồi moi móc những cái câu chuyện đời tư cá nhân, những đoạn ghi âm được cắt ghép một số những cái nền tảng mạng xã hội để gán ghép vào cho ông Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng rất nhiều thứ. Người ta đâu có thời gian đâu cô chú anh chị. Chúng ta biết rằng là chú Dũng đó, ông ấy không có chơi mạng xã hội, và ông ấy nói rất là rõ, trước đây thì ông có từng gọi là nhờ người đó gỡ những cái Facebook mang tên ông ấy, tại vì ông ấy không có xài. Nhưng mà bây giờ làm riết á, thì làm càng ngày càng làm thì nó càng mọc ra những cái khác, riết bây giờ chán, không muốn gọi là quan tâm nữa cô chú anh chị. Nhưng mà đụng đến vợ ông ấy, cũng như là cái câu chuyện đến doanh nghiệp, đặc biệt là cái khu du lịch Đại Nam mà chính ông ấy đã bỏ tất cả những cái tâm huyết của mình để mà xây dựng khu du lịch này, thì buộc ông ấy phải ra tay. Được rồi chú anh chị, đối với ai chứ thì cái câu chuyện mà nhan nhản trước mắt
đó chính là Đặng Thị Hàn Ni, cũng do chính lá đơn tố cáo của chú Huỳnh Anh Dũng. Thì cái kết cục của Hàn Ni đó thì ai ai cũng nhìn thấy rõ ở sự việc rồi. Nhiều người nói tôi cũng chỉ lấy thông tin lụm giặt trên báo chí này kia nọ về đời tư cá nhân của ông ấy thôi, được báo đăng rồi. Hàn Ni đó, Hàn Ni và Trần Quang Sĩ là cái tấm gương trước mắt cho các anh các chị liên quan đến cái vụ việc này, là đưa bí mật đời tư cá nhân của hai vợ chồng người ta, đặc biệt là liên quan đến khu du lịch Đại Nam rồi doanh nghiệp, nói rằng là trốn thuế, nói rằng là quỹ từ thiện hàng hữu đút túi riêng, vân vân. Tôi không biết là mấy anh chị lấy bằng thông tin chứng cứ từ đâu, nhưng đó, cái câu chuyện này đó thì cũng đã rất nhiều người nói rồi. Và cái kết cục như là Hàn Ni và Trần Văn Sĩ đó, Trần Văn Sĩ đi nói cái gì, Đại Nam nợ nần mấy chục ngàn tỷ, làm từ thiện để đút túi riêng đó. Các anh chị nhớ rõ những cái câu từ đó chưa? Còn cáo trạng còn y, Trần Văn Sĩ cũng đã phải hối hận, đã phải gọi là khóc lóc, nói rằng những cái khoảng thời gian bị tạm giam là những khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng trong cuộc đời của ông ấy. Thì cũng không còn lâu nữa, Trần Văn Sĩ cũng sẽ được trở về nhà thôi, kết thúc án 2 năm tù đối với một cái kẻ gọi là mượn cái danh luật sư để lên trên mạng bịa đặt vu khống người khác. Đối với những cái cá nhân khoảng thời gian gần đây, có người thì cũng mang danh là luật sư, có người thì mang danh là thám tử, mang danh là hiệp sĩ, ví dụ như Nguyễn Sim, đưa ra những cái thông tin mà nó không có hoàn toàn, không có căn cứ hay cơ sở, nói rằng là bà Hằng có mối quan hệ thân thiết với ông Thích Nhật Từ hay là ông Thích Trăng Quang, để mà cuối cùng Minh Tuệ, rồi cho đến là cái câu chuyện mà liên quan đến có thai để đối phó với cơ quan chức năng, thì chúng ta nghe rất là rõ rồi. Tối hôm qua ông Dũng đã chia sẻ một cách rõ ràng và cụ thể những cái thông tin này, và bà Hằng thì bà ấy vẫn gọi là vui vẻ hạnh phúc cười tươi như vậy thôi. Đối với những cái thông tin bà ấy bị bế, bị khóa mõm, khóa này khóa kia, thật ra đối với cái câu chuyện ngày hôm nay đó cô chú anh chị, thì bản thân chú Huỳnh Anh Dũng đã bảo vệ vợ của mình rất là nhiều, không muốn cho cô lên trên mạng xã hội để gặp thêm những cái rắc rối, rồi đó bị người này người kia bôi nhọ bằng những cái thông tin bịa đặt, khiến cho gia đình, đặc biệt là những đứa con của cô Hằng, họ gọi là cảm thấy rất là buồn bã và không biết làm gì khi mà thấy mẹ mình bị người ta bôi nhọ, bị người ta chửi bới hàng ngày. Và cái điều này thì cô cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần, thậm chí con gái của cô đó quý vị thì cũng đã tâm sự với mẹ của mình như thế nào, cô cũng đã từng chia sẻ, con thấy mẹ bị người ta nói này nói nọ, con buồn lắm, mẹ đừng có lên mạng xã hội nữa. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi, khoảng thời gian gần đây cô không có xuất hiện, cô không có nói gì đến ai nữa, và cô chỉ giao lưu với mọi người qua những cái hình thức như là ca hát trên nền tảng TikTok, để mọi người được nhìn thấy cô, mọi người yên tâm xóa đi những cái tin đồn bậy bạ, cho rằng cô bị này bị nọ đó cô chú anh chị. Đây là một cái tín hiệu mình thấy rằng tích cực vô cùng, và mình tin tưởng chú Huỳnh Anh Dũng đó sẽ mang lại cho chúng ta những cái niềm vui mới chung quanh cái vấn đề cái câu chuyện pháp lý. Ai chứ không nói với chú Huỳnh Anh Dũng mà ra tay đó, thì tôi thấy rằng là chúng ta lại sắp đón thêm một số những cái niềm vui mới trong khoảng thời gian tới nha cô chú anh chị. Thì để xem rằng con Đinh Thị Lan này nó sẽ đáp trả những cái gì, cứ mặc cho vu khống bịa đặt đi cô chú anh chị. Thì cái chương trình mà pháp lý sẽ tới với nó thôi. Tôi cũng đã từng rất thắc mắc tại sao mà chú Huỳnh Anh Dũng lại không nói hay không nhắc gì đến Đinh Lan này, trong khi nó vu khống bịa đặt rất là nặng nề cho hai vợ chồng chú. Nhưng chú đã nói rằng không có thời gian và để ý làm chi tới mấy cái đứa gọi là như thế này, nó rảnh rỗi, ai mà tin những cái thông tin đó. Ví dụ vậy là kiểu như là mấy đứa mà không có uy tín danh dự đó cô chú anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó đã quá sức chịu đựng, và khi đã đụng tới vợ và doanh nghiệp của tôi, thì tôi cũng sẽ làm tất cả mọi thứ. Và đặc biệt đó, và khoảng khi mà cái nghị định 147 được chính thức có hiệu lực khoảng thời gian sắp tới đây, như chị Dũng đã nói, sẽ tổ chức ăn mừng
cho tất cả nhân viên, để mong rằng đó mạng xã hội nó cũng sẽ trở thành một cái nơi tốt đẹp hơn, có một cái gọi gì là có ích nhân văn, chứ không phải là nơi để mà giải quyết những mâu thuẫn hay là đấu tố cá nhân về một số những cái câu chuyện drama trong một khoảng thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bản thân mình thì trước giờ khi mà theo dõi câu chuyện hay là bình luận bất cứ cái vấn đề gì thì luôn có một cái quan điểm nhất định, phản biện văn minh lịch sự, không đưa ra những cái lập luận và đặc biệt là vu cáo cho người khác, bất cứ ai, thưa cô chú anh chị. Nhưng mà mình cũng rất là bất bình khi mà nhìn thấy cô Hằng và chú Dũng bị họ xuyên tạc, bị đặt hàng ngày. Đây là cái điều mình cảm thấy bực bội, tức tối nhất và mong chờ cơ quan chức năng xử lý. Đối với Đinh Lan đó cô chú anh chị, thì bản thân Đinh Lan cũng đã có từng có đơn để mà thưa kiện mình, nhưng mà khi mà giáp mặt đó thì Đinh Lan không có dám. Đinh Lan không có dám, nó cố thủ trong nhà không hà, nó không có dám đi ra ngoài đường, không dám đến đồn công an để mà cung cấp chứng cứ, đưa thông tin gì cả. Rồi sau đó làm cái gì? Sau đó nó về nó nói trời ơi tôi thua, tôi kiện mấy chục lá đơn mà công an không xử lý. Chị thua người ta thì cũng phải lên đồn để mà cung cấp bằng chứng, chứng cứ để cho người ta gọi là xử lý. Bởi vì sao cô chú anh chị? Bởi vì những cái thông tin, những cái chứng cứ nó đưa ra, nó gửi cho người ta đó, nó đâu có đủ căn cứ đâu. Người ta đâu có ai vu khống bị đặt gì cho nó đâu. Cũng chỉ là những cái thông tin mà tự bản thân nó đưa ra, rồi người ta phản biện lại thì nó nói rằng là vu khống cho nó. Cô chú anh chị thấy nó vô lý hay chưa? Còn nó vu khống bịa đặt cho người ta hàng ngày thì nó xem rằng đó là không có vi phạm. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tới với tụi mày hết rồi. Đình Lan, Phan Phong, rồi Thám Tử Cao chẳng hạn, sắp tới tụi mày cũng không sót một đứa nào đâu cô chú anh chị. Lần này đó thì cô Hằng im lặng và đến chú Dũng đã ra tay, thì tôi tin rằng cái câu chuyện sắp tới đây càng lúc nó sẽ càng diễn biến hay, chứ không phải là nó là chỉ là những cái câu cãi vã nhau trên không gian mạng đâu cô chú anh chị. Như Thanh Quyền đã chia sẻ rồi, đối với Hoàng Duy Hùng cũng như vậy thôi. Mình đã từng nói rằng cái việc mà cô Hằng phát ngôn ẩn ý đó, nếu như mà vợ của ông Hùng mà bị người ta làm này làm cái kia, nói này nói nọ, thì ông sẽ làm gì? Đó chính là cái câu nói mình khẳng định rằng chú Dũng sẽ ra tay. Tại vì cô Hằng nói như vậy là cô Hằng muốn ám chỉ đến động thái của chú Dũng. Bởi vì vợ của ông Dũng bị tấn công mà, đó cô chú anh chị, đó chính là cô Hằng. Thì lần này, và hơn nữa đó là khi mà Hoàng Duy Hùng tiếp cận vào Đại Nam thì lúc đó cô Hằng không có ở nhà. Chú Dũng là người biết rất rõ, và thậm chí đó là người có thể sẽ nắm được bằng chứng, chứng cứ về những cái sự lôi kéo của Hoàng Duy Hùng để mà đưa cái vụ việc này ra ánh sáng. Không sớm thì cũng thôi. Hoàng Duy Hùng, Đinh Lan là hai cái tên mà Thanh Nguyên cảm thấy rằng là khi mà chú Dũng ra tay á, hai đối tượng này sẽ sớm ngày để có thể gọi là chịu trách nhiệm trước pháp luật với những cái nội dung của mình mà thôi, thưa cô chú anh chị. Bởi vì đối với ông Huỳnh Duy Dũng đó, chúng ta đã biết cái độ uy tín của ông ấy nó như thế nào rồi, trong từ cái phát ngôn, từ cái công việc đều có một sự chuẩn mực nhất định mà không ai á, có ít người có thể có được, thưa cô chú anh chị. Thậm chí là một số những cái quyển sách chú Dũng viết đó, mình cũng được vẫn còn đến 2-3 quyển ở nhà nè cô chú anh chị. Mình đọc với những cái điều chú viết khá là hay, khá là tuyệt vời, thậm chí là triết lý. Triết lý rất là tuyệt vời đó cô chú anh chị, mà ít ai có thể có được cái điều đó. Cho nên lần này khi mà chú Dũng ra tay đó thì mình tin rằng kết cục sẽ sớm được ngủ ngã. Và điều này cũng là cái sự mong chờ của chúng ta trong suốt một khoảng thời gian drama rất dài rồi cô chú anh chị, rất dài rồi. Và mong nó rằng là những cái đối tượng này, đặc biệt là con Đinh Lan ha, trước tiên phải là con Đinh Lan của chú anh chị, là nó sẽ phải trả giá cho những cái nội dung ngông cuồng tự đại của nó, để xem rằng đó chiều ngày hôm nay thì Đinh Lan sẽ có lời đáp trả gì đối với ông Dũng ha. Rồi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo. Xin chào.